Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, mưa. Cô giáo có câu đố sau, chúng mình cùng đọc và tìm lời giải cho câu đố. Tôi từ trời xuống, tôi cho nước uống, cho ruộng dễ cày, cho đầy dòng sông, cho lòng đất mát. Tôi là gì? Chúng mình suy nghĩ để tìm lời giải cho câu đố nào. Lời giải cho câu đố đó là mưa. Mưa từ trời xuống, mưa cho nước uống, cho ruộng dễ cày, cho đầy dòng sông, cho lòng đất mát. Đúng không nào? Và đây là bức tranh minh họa cho bài học hôm nay. Và đây là cảnh một gia đình trong buổi chiều mưa. Trong tranh chúng ta thấy bà ngồi xỏ kim, mẹ đang nấu ăn và một bạn nhỏ đang đọc sách. Bức tranh giúp chúng ta thấy rõ hơn vẻ đẹp của chiều mưa. Và chúng mình cùng nhau luyện đọc. Mưa, mây đen lũ lượt, kéo về chiều nay, mặt trời lật đật, chui vào trong mây, chớp đông chớp tây, rồi mưa nặng hạt, cây lá xòe tay, hứng làn nước mát, gió reo gió hát, giọng trầm giọng cao, chớp dồn tiếng sấm, chạy trong mưa rào, bà sò kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ làm bánh khoai, lửa reo tí tách, chỉ thương bác ếch, lặn lội trong mưa, xem từng cụm lúa, phất cờ lên trưa, Trần Tâm. Chúng mình đọc phần từ ngữ, lũ lượt, từng đoàn nối tiếp nhau không ngớt, lật đật, có dáng vẻ vội vã, như lúc nào cũng sợ không kịp. Sỏ kim là xuyên sợi chỉ qua lỗ kim. Lặn lội, làm việc vất vả. Chúng mình luyện đọc một số từ khó trong bài. Lũ, lượt, lật, đật, xòe, reo, giọng, trầm, mưa, rào, sò, kim, lặn, lội. Chúng mình có thể bấm dừng video để chúng mình luyện đọc. Xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài thơ mưa gồm có 5 khổ thơ. Chúng mình bấm dừng để luyện đọc từng khổ thơ. Mưa, khổ thơ thứ nhất. Mây đen lũ lượt, kéo về chiều nay, mặt trời lật đật, chui vào trong mây. Khổ thơ thứ hai. Chớp đông chớp tây, rồi mưa nặng hạt, cây lá xòe tay, hứng làn nước mát. Khổ thơ thứ ba. Gió reo gió hát, giọng trầm giọng cao, chớp dồn tiếng sấm, chạy trong mưa rào. Khổ thơ thứ tư. Bà sò kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ làm bánh khoai, lửa reo tí tách. Khổ thơ thứ năm. Chỉ thương bác ếch, lặn lội trong mưa, xem từng cụm lúa, phất cờ lên trưa, Trần Tâm. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện đọc toàn bộ bài thơ mưa. Xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Câu hỏi 1. Tìm từ ngữ, chi tiết, tả cảnh vật trên bầu trời trước lúc mưa. Chúng mình đọc kỹ khổ thơ đầu tiên để tìm những chi tiết tả cảnh vật trước lúc trời mưa.
Những từ ngữ chi tiết tả cảnh vật trên bầu trời trước lúc mưa là mây đen kéo về lũ lượt, mặt trời lật đật chui vào trong mây. Câu 2, dựa vào khổ thơ 2 và khổ thơ 3, em hãy tả lại từng sự vật trong mưa. Cây lá như thế nào, gió như thế nào, chớp như thế nào? Chúng mình đọc khổ thơ 2 và khổ thơ 3 để trả lời. Trong cơn mưa, cây lá xòe rộng tán để hứng những giọt nước mưa dịu mát. Gió thổi xì xào tạo thành những tiếng động như đang hò reo. Chớp lóe lên ở khắp các phía đông tây, dồn tiếng sầm nổ vang trên bầu trời. Câu 3, buổi chiều mưa, mọi người trong gia đình làm gì? Chúng mình đọc kỹ khổ thơ thứ tư để trả lời. Buổi chiều mưa, mỗi người trong gia đình làm một việc. Bà xỏ kim khâu, mẹ làm bánh khoai, chị ngồi đọc sách. Câu 4, em thích khổ thơ nào nhất? Ở trong bài, vì sao? Chúng mình đọc toàn bộ bài thơ để trả lời. Có bạn thì thích khổ thơ cuối cùng, vì khổ thơ này miêu tả chú ếch trong cơn mưa rất chăm chỉ và đáng yêu. Thế còn chúng mình thích khổ thơ nào thì hãy chia sẻ với bạn bè, với cô giáo và người thân nào. Chúng mình cùng luyện đọc thuộc lòng bài thơ Mưa. Nội dung của bài thơ: trong cơn mưa, cảnh vật trở nên sinh động, khác với thường ngày. Cơn mưa chiều làm cho cảnh sinh hoạt trong gia đình trở nên ấm áp, quây quần, cho thấy những người lao động cần cù, chăm chỉ. Chúng mình chuyển sang tiết viết. Chữ hoa O, chữ hoa Ô, chữ hoa Ơ. Từ sông Ông Đốc. Sông Ông Đốc thuộc tỉnh Cà Mau. Đây là nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử của vùng đất Cà Mau từ thời kỳ đầu khai phá đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta. Câu ứng dụng đó là câu ca dao: ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. Câu ca dao được trình bày theo thể thơ lục bát. Và đây là câu ca dao thể hiện niềm vui của người nông dân về thời tiết thuận hòa đã giúp cho công việc nhà nông trở nên thuận lợi. Chữ O viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong kín. Phần cuối nét lượt vào trong bụng chữ, rồi lượt lên một chút. Ta được chữ O viết hoa. Chữ O viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong kín. Phần cuối nét lượt vào trong bụng chữ. Rồi lượn lên một chút. Viết nét xiên trái ngắn và nét xiên phải ngắn, tạo dấu mũ. Ta được chữ O viết hoa. Chữ Ơ viết
hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong kín. Ở cuối nét lượt vào trong bụng chữ, rồi lượt lên một chút. Viết dấu móc bên phải, ta được chữ ơ viết hoa. Chúng ta cùng luyện viết bài vào vở ô ly. Chúng ta có thể viết nhiều dòng chữ o viết hoa, nhiều dòng chữ ô viết hoa, chữ ơ viết hoa. Chúng mình có thể viết 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng. Sông Ông Đốc và câu ứng dụng là câu ca dao. Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. Chúng mình có thể luyện viết nhiều dòng vào vở ô ly cho đẹp. Lưu ý viết đúng độ rộng, độ cao và vị trí các dấu thanh cho đúng và đẹp. Tiếp theo, chúng mình chuyển sang phần luyện từ và câu. Bài 1, xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Chúng mình đọc kỹ các từ ngữ và dựa vào mẫu để xếp cho đúng. Chúng mình cùng đọc các từ nào. Mưa, nóng, gió, xối xả, mát rượi, nắng, bão, lũ, hạn hán, lạnh, nứt nẻ, chói chang. Đây là từ ngữ chỉ hiện tượng thiên nhiên và chỉ đặc điểm của thiên nhiên. Vậy những từ nào là từ ngữ chỉ hiện tượng của thiên nhiên? Chúng mình sẽ viết vào nhóm thứ nhất. Những từ ngữ nào chỉ đặc điểm của thiên nhiên? Chúng mình viết vào nhóm thứ hai. Chúng mình suy nghĩ để làm bài. Từ ngữ chỉ hiện tượng của thiên nhiên đó là từ mưa, gió, nắng, bão, lũ, hạn hán. Thế còn những từ còn lại chính là từ ngữ chỉ đặc điểm của thiên nhiên, đó là từ nóng, xối xả, mát rượi, lạnh, nứt nẻ, chói chang. Nóng là đặc điểm thiên nhiên khi trời nắng, xối xả là đặc điểm của thiên nhiên khi trời bão, gió. Mát rượi là đặc điểm của thiên nhiên khi trời mưa. Lạnh là đặc điểm của thiên nhiên khi trời lạnh mùa đông. Nứt nẻ là đặc điểm của thiên nhiên khi trời hạn hán. Chói chang là đặc điểm của thiên nhiên khi trời nắng. Bài 2, ghép thẻ chữ để gọi tên các loại mưa và gió. Mưa, gió, phùn, rào, mùa đông bắc, bóng mây, heo may. Mưa phùn. Mưa rào. Mưa bóng mây. Gió mùa đông bắc. Gió heo may. Bài 3, xếp các câu dưới đây vào kiểu câu thích hợp. Sắp mưa rồi, còn cất quần áo đi. Hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng. Trời ơi, nóng quá. Gió thổi mát quá. Những câu này, câu nào là câu cảm, câu nào là câu khiến? Chúng mình suy nghĩ để xếp cho đúng. Câu cảm là câu dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Câu khiến là câu dùng để đưa ra yêu cầu, đề nghị.
Vậy câu cảm là câu nào? À, trời ơi, nóng quá. Gió thổi mát quá. Câu khiến. Sắp mưa rồi, cất quần áo đi. Hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng. Và đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm than. Chúng mình lưu ý, câu cảm và câu khiến, đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm than. Luyện viết đoạn. Bài 1, quan sát tranh, nói nội dung từng tranh. Tranh 1. Các em chọn cảnh để vẽ nhé. Nhanh lên, mưa to thật rồi. Bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa. Vậy nội dung của tranh 1 là thầy giáo đưa các bạn nhỏ đến công viên để quan sát và vẽ những cảnh mình thích. Thế còn tranh số 2, các bạn nhỏ say sưa vẽ những cảnh đẹp mà mình quan sát được. Tranh 3, các bạn đang vẽ thì trời đổ mưa. Các bạn nhỏ vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy đi tìm chỗ để trú mưa. Tranh 4, trời mưa làm tranh của các bạn nhỏ bị ướt. Những hạt mưa làm lấm tấm trên các bức tranh giống như được vẽ lên. Vậy là bạn nhỏ nào cũng có một bức tranh vẽ cảnh vật trong mưa. Bài 2, dựa vào sơ đồ dưới đây, nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia. Phần A giới thiệu về hoạt động, đó là hoạt động gì? Ví dụ tập thể dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, giờ học tại vườn trường, vân vân. Hoạt động diễn ra ở đâu, khi nào, những ai tham gia. Phần B nêu diễn biến của hoạt động. Việc gì diễn ra đầu tiên, những việc gì diễn ra tiếp theo, hoạt động kết thúc như thế nào. C nêu nhận xét về hoạt động. Đó là trình tự một bài nói về một hoạt động ngoài trời. Dựa vào sơ đồ gợi ý và chúng mình tham khảo bài sau để chúng mình làm bài. Bài tham khảo 1. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác Hồ, trường tổ chức cho chúng em đi thăm lăng Bác. Sáng hôm ấy, ai cũng có mặt ở trường từ rất sớm. Sau khi điểm danh xong thì tất cả cùng lên xe và di chuyển đến lăng Bác. Đến nơi, mỗi lớp được xếp thành hai hàng ngay ngắn ở khu vực trước cửa lăng. Sau đó, lần lượt từng lớp được vào để viếng Bác và tham quan lăng. Chúng em được nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu rất kỹ về lăng Bác và về Bác Hồ. Chuyến thăm lăng Bác của trường em kết thúc vào buổi trưa. Ai cũng đều rất thích thú và hào hứng khi được đến thăm lăng Bác. Nhờ có chuyến đi này mà em đã biết thêm nhiều điều về Bác Hồ. Bài tham khảo thứ 2. Em rất thích hoạt động thể dục giữa giờ của trường em. Cứ vào giờ ra chơi sáng thứ tư hàng tuần, tất cả học sinh trường em lại tập trung ở sân trường để cùng nhau thực hiện bài tập thể dục giữa giờ. Khi nghe hiệu lệnh chống tập trung, học sinh các lớp kéo nhau ra sân và xếp hàng ngay ngắn. Sau khi ổn định hàng ngũ, cô tổng phụ trách sẽ mở một đoạn nhạc và chúng em bắt đầu tập theo. Bạn nào cũng rất tập trung nghe tiếng nhạc để tập cho đúng và đều. Kết thúc bài tập, cả trường cùng hô khẩu hiệu rồi giải tán. Mọi người lại tiếp tục với giờ ra chơi của mình. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Tìm đọc bài văn, bài thơ viết về hiện tượng tự nhiên nắng, mưa, gió.
Ví dụ, bài thơ về thiên nhiên, mèo con và hoa nắng. Sáng mọi nhà đi vắng, mình mèo con ở nhà, ngồi bên cây sưởi nắng. Bỗng cơn gió lướt qua, mèo ròng tai nghe ngóng, có tiếng gì lao sao, ngước nhìn lên cành cao, lá xòe tay vẫy, chợt mèo ta nhìn thấy, dưới cây hoa dập dờn, lạ quá, chạy đến vờn, hoa chạy lui chạy tới, ô kìa, hoa đứng lại, mèo vội nhìn lên cây, thì ra gió ngừng thổi, hoa nắng vờ ngủ say. Nguyễn Trọng Hoàn. Chúng mình tìm đọc trên sách báo, trên mạng hoặc hỏi người thân trong gia đình về những bài thơ, bài đọc nói về thiên nhiên. Bài nắng cũng là bài nói về thiên nhiên. Nắng, nắng vừa đậu trên lá, gió rung nắng rơi ngay, em chạy vội ra nhặt, nắng không vào bàn tay. Hoa cúc vàng nắng đầu, hoa cúc càng vàng tươi, nắng mà có hoa cúc, nắng cũng thơm, nắng ơi. Lê Hồng Thiện. Bài thơ gió. Gió lúc nào cũng chạy, suốt ngày vội thế à, lúc nào cũng huýt sáo, lúc nào cũng hát ca. Gió thích chơi trong chóng, cùng bé chơi thả diều, lại giật tung nón bé, gió bông đùa chọc trêu. Đặng Hấn. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan, để cô Lan sẽ làm nhiều video hơn nữa cho chúng mình học. Chúng mình bấm tên bài học rồi bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối là chúng mình sẽ tìm thấy ngay video của cô Lan để học. Chúng mình bấm vào danh sách phát ở trang YouTube cô Lan Hải Bối để xem các bộ video toán, tiếng Việt, luyện viết chữ đẹp, bài thi học kỳ, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại.